Chào cả nhà nha. Hôm nay Từ Siêu lại mời cả nhà trở lại với cái chiếc tàu du lịch đang đóng mới năm 2021. Mấy anh thợ đang làm việc ha. Chiếc này xin nhắc lại là bề ngang cũng là 6m3 ha. Bây giờ phải vô chi tiết thôi. Tàu du lịch đóng mới 2021. Về cái phần dây cong thì lên cũng gần xong rồi. Còn phía trước này một hai dây nữa thôi. Hình như là có tha ba cái dầu á, chứ không có xài nước sơn. Đó, mình thấy lăn dầu lại gần mình coi nữa. Chuẩn bị vô be hay gì, chắc chai chỗ đầu bù lon hết trơn. Cây kiền kiền còn một hai dây cong phía trước nữa là xong ha. Mỗi người một việc. Be này dày 3,5 phân. Mỗi tấm be là 2 cây đinh. Còn ở đây làm dấu sẵn nè, chuẩn bị lấy phần dây cong ở trước mũi á. Đình chữ gàng tất 2. Ảnh đang làm dấu lấy be nha. Vô mấy phần be này thì nó khó, tại phía dưới luôn á. Hồi xưa thì nó khó hơn, hồi xưa thì không có đường rầy á, cho nên là nó thấp nhũng mà nằm ở dưới đóng đinh chua lắm. Dạ. Phần be này chắc tuần sau là xong không anh? Không đâu, không kịp đâu hả? Còn nửa tháng nữa ha. Tại còn vô ga trên vô cửa lưới. Dạ. Ra trên cho nó chịu be lên, chịu dùng trường lên. Dạ. Chứ đâu phải là vô be không đâu. Dạ. Giờ mình sẽ ra làm sao mình coi nha. Để coi thấy cái tâm bùa chưa. Chiều dài của nó là 22m5 nha. Chưa thấy tiếp. Giờ đang bắt cái chẽn nha. Đang bắt mấy tấm chẽn. Mấy tấm chẽn này là dày 8 phân. Tuần sau chắc xấy tiếp tâm bùa quá. Phía sau lái nha. Khiên cái trụ xi măng ra cho nó chống chẩu. Cái phần dây ga đó thì chưa có bắt bù lon nha. Còn cái phần cặp cổ thì bắt rồi, tổng cộng là có 8 dây cặp cổ, 8 phân, dày 8 phân. Chiếc này nói chung là sẽ có nhiều phần rất là hay, cho nên là cả nhà gắng cố gắng xem nha, hình dáng của em nó. Tại vì đóng mới mà. Ở đây là đang chắc chai nè. Bảo vệ đầu lon. Thôi đi xuống thôi, nhiều thôi nha.
Tôi năm cắt hai luôn. Xong cuộc xong hai đầu găng nha. Anh Phúc lại đo bồ lon chỗ cái phần mũi lô với cái gói á. Bỏ từ dưới ra đi. Rồi. Cái thùng này cắt nửa ra là làm hai nè, dùng để uống be nha. Chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Dùng suốt vậy đó. Nào xong thì bán, chứ đâu xài nữa đâu. Đồ be trước này là hơn nửa tháng. Cái khúc đó là khúc nối đó. Bây giờ khoan thêm một chút nữa. Thì một tấm cây trong đó là mình đóng đinh ha. Cách làm của thợ Kiên Giang đó. Bắt bồ lon vô đó. Bồ lon 16 ly. Tổng đài là anh vét mấy ngày anh? Bữa giờ vét có 2 ngày. 2 ngày ha. Cái này là mới. Ừ. Lúc trước của mình là mình có quay ảnh là ship long. Hôm nay là chắc chai. Tính ra một chiếc ghe đóng công đoạn nhiều quá, này làm tới đâu là chét đến đó. Mặt trước để khi ghé mưa xuống nó là uống cây rồi nó mong. Bữa hôm anh lăn dầu luôn hả? Đúng rồi, giờ em lăn hết rồi, lăn ghe luôn. Lăn mấy nước anh? Hai nước anh. Hai nước ha. Du lịch này cũng chưa gấp rút đâu. Này chắc khoảng tháng nữa xong, tại vì đứng đông rồi, lúc trước thì vắng, giờ cũng về nhiều. Ờ, tính tháng nữa ha. Khoảng tháng. Ừ. Tại vì mình đóng cho mau để mà xuống ngủ. Ừ. Chiếm bãi nha. Yeah. Chiếm hết chỗ rồi. Rồi đi xuống nha, nhiêu thôi. Cây để sẵn đó đó, rồi cứ xuống cắt rồi đưa gọt, đưa lên. Nãy giờ mình quay cũng sơ lược thôi, nói chung là quay từ từ nhiều phần ha, hôm nay quay dưới đây thôi. Đang vô be. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại nha, nhớ đăng ký kênh, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.